Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời mọi người ngồi. Cáo lỗi, đúng ra là đến 7 giờ mà chạy vòng vòng tới cực lạc mới quay vô, vậy nên rồi bây giờ chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú. Hôm nay tới phẩm thứ 10 13 14 ha, 13 14 trang số 10. Như ngôi nhà vụn lợp. Nay thứ mấy? Nay thứ năm. Hôm nay không thấm hay khó lọt? Không thấm vào. Nước mưa không thấm vào. Tâm khéo tu cũng vậy. Tâm khéo tu cũng vậy. Tham dục. Khó lọt quá. Dễ quá, đọc ra đọc qua cái thuộc luôn, dễ nhớ. Nhưng ngôi nhà vụn lợp có nghĩa là lợp ẩu, phải không? Vụn lợp là lợp ẩu, lợp vụn về. Cái vụn lợp có nghĩa là chúng ta không có khéo, thì ở dưới đây là khéo lợp. Cuộc đời cũng vậy, có nhiều người rất là muốn tốt nhưng mà cố gắng là do nó khéo, còn nó vụng thì nước mưa vào. Thì hai câu này được xem như là lấy cái vật thể để so sánh, lấy vật thể để so sánh. Câu hỏi tại sao chính chúng ta là người quyết định? Bây giờ cái nhà này không có dột, có nghĩa là nó phải từng cm, nó từng ly từng tí. Trong nhà Phật chúng ta có một cái quan điểm là chánh niệm tỉnh giác, chúng ta cẩn trọng với chính từng cử chỉ
để chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc. Chánh niệm, vậy thì chánh niệm là thế nào? Chánh niệm có nghĩa là chúng ta đừng có để một cái tạp niệm nào nó xảy ra, một cái tạp niệm nào nó xảy ra, nghĩa là chúng ta đừng có để một cái kẽ hở nào để cho nước mưa nó xen vào, để cho nỗi khổ nó vào bên trong. Bây giờ một ngày như vậy chúng ta suy nghĩ cái gì? Chúng ta tự hỏi bản thân mình, chúng ta đã suy nghĩ gì trong ngày? Có ai nhớ gì không? Không. Chúng ta suy nghĩ lung tung, đúng không? Chúng ta suy nghĩ lung tung, dẫn đến cái lung tung này là tạp hay là khéo? Tạp. Như vậy cuộc đời của chúng ta đó, bao nhiêu năm? Cuộc đời của chúng ta là bao lâu? 60 năm cuộc đời đi. Lấy ví dụ 60 năm. Em ơi, có bao lâu 60 năm cuộc đời? Bây giờ 20 năm đầu chúng ta làm cái gì rồi? 20 năm kế ta đã làm gì? Và 20 năm cuối ta làm gì? Rồi bây giờ có nhiều người đã 80 tuổi rồi, đã thêm 20 năm nữa rồi, chứ không phải là 60, mà giờ là 80 rồi. Câu hỏi được đặt ra, bạn đã làm gì? Bạn suy nghĩ gì về cuộc đời này? Bạn đã được cái gì? Bạn đang được cái gì? Và bạn sẽ được cái gì? Nếu bạn còn suy nghĩ lung tung, bạn không bắt đầu, thì khi thân hoại mạng chung, bạn được cái gì ở đời sau? Có nghĩa là tham dục nó rỉ rả vào, nó ra, nó vào riết cho đến lúc mà mình trở thành cái người đáng ra là mình là cái người tuyệt vời lắm, nhưng mà dần dần mình là cái người rượu rã. Hỏi tại sao mình rượu rã? Là bởi vì bây giờ nó mục hết rồi, mục nát hết rồi, nên là bên trong mình không còn nhớ gì, không nhớ gì luôn. Tại sao vậy? Tại sao hồi xưa mình nhớ quá trời, giờ không nhớ gì? Tại thiếu chánh niệm. Thiếu chánh niệm cho nên nó quên trước quên sau, bỏ đâu quên đó. Thế thì tại sao mình không niệm Phật, mình không suy nghĩ về một vấn đề, mình nghiên cứu sâu về một vấn đề, để bản thân của mình là khéo lợp cái ngôi nhà tư duy của mình. Mình tư duy mình không có để cho nó hở ra, hay là mình đừng có để cái tâm của mình nó buông lung, thì cái tâm đó là tâm ma. Tâm ma nó xen vào, nó phá hư, nó làm cho mình y như cái người điên người dại vậy đó. Giống như gọi là hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn, rảnh quá, nó rảnh quá cho nên bắt đầu nó buồn vu vơ. Cái cuộc đời của mình á, Đức Phật dạy là ta đã thành Phật và chúng sinh sẽ thành Phật. Như vậy thì chúng sinh sẽ thành Phật thì chúng sinh này chừng nào thành? Chúng sinh nó đâu có nghĩ tới vấn đề này đâu, nó thành. Nó toàn là nó nghĩ cháu sao không có đứa nào thăm. Cháu chưa thăm. Bắt đầu giận. Vậy thì thành gì? Đúng không? Suy nghĩ coi. Bữa nay nợ chưa trả. Bắt đầu nó lẩn quẩn. Nó lẩn quẩn cả ngày rồi đến lốt. Như vậy thì chúng ta có khéo lợp cái ngôi nhà để chúng ta trở thành một vị thánh, một vị Phật không? Nghĩa là ngôi nhà Phật thánh chúng ta không có lợp. Chúng ta để cho cái tham dục nó xen vào cho đến một lúc nào đó ta chết với sự sợ hãi và không có công đức phước báo. Vậy là ngôi nhà Phật Pháp. Ở đây là thầy trở về với ngôi nhà Phật Pháp. Bây giờ quý Phật tử, thầy hỏi cái gì quý Phật tử cũng sợ hãi lo âu, không dám trả lời. Lý do tối ngày đâu có nghĩ tới con đường sanh tử đâu. Thầy hỏi là quý vị chết hay ai chết? Tất cả chúng ta có ai chết giùm mình không? Vậy tại sao không đi tu? Tại chưa chết. Nếu ngày mai chết, bữa nay có đi tu không? Không. Nếu rằng ngày mai chết, bữa nay cũng chưa chịu đi tu nữa nè. Còn nhiều việc giải quyết quá. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là
tất cả những việc giải quyết đó có phải là những cái sợ rơm, những cái sợ trăm, những cái mái ngói ở trên đây, có nghĩa là nguyên một cái nhà này nó nhiều hết, nhiều hết, nhiều dữ lắm luôn. Nhưng mà chúng ta lợp cái nhà này á, là chúng ta đang nói cái mái nhà thôi đó nha. Chúng ta đang nói cái mái nhà, như ngôi nhà cụng lợp là ta đang nói cái mái nhà. Ngày xưa mái nhà mình là nhà tranh, nhiều cọng tranh hay ít cọng tranh? Rất nhiều cọng tranh, mà chỉ cần chúng ta lợp mà một vài cái miếng tranh nó chên với nhau thôi là nó dọn. Chứ không phải là đợi cho dột từ lưa hết đâu. Không phải, nó dột chừng một vài miếng thôi. Thì trong một vài miếng nó lý do mình đi mình dậm nó, cái nó thụng xuống, cái nó giật trở lên, cái khác ụp lên, cái nó còn nguyên một lỗ hổng là nó dột ngay chỗ đó. Và có khi ở dưới này phải chọt lên à. Như vậy thì mình suy nghĩ là tôi đi tu hay là Đức Phật đi tu, vì cái gì phải đi tu, tại sao phải đi tu? Có phải là tôi đi tu là tôi đang đi lợp cái ngôi nhà Phật của tôi? Quý vị đi lợp ngôi nhà của quý vị là nhà đau khổ, quý vị đi tìm khổ đau. Còn tôi đi tìm hạnh phúc, cho nên tôi đi lợp cái ngôi nhà của tôi. Còn quý vị đi lợp ngôi nhà của quý vị, thì tất cả chúng ta đều tự lợp. Ai đi tìm ngôi nhà hạnh phúc thì cứ lợp ngôi nhà hạnh phúc, còn ai đi tìm giải thoát thì cứ đi tìm lợp ngôi nhà giải thoát. Nhiều người tu vẫn không có đạt được kết quả gì cũng vậy đó. Họ đi tu rồi nhưng mà những chuỗi ngày tu nó cũng không có ổn, dẫn đến họ cũng không đạt kết quả cả. Cái người đi học mà học thiện bữa chọt bữa giật, bữa chọt bữa giật thì học cũng ra hồn gì hết, nghe bị dọn. Thầy trong lớp này dọn dữ lắm, lớp này là biết dọn, dọn là nhột á. Rồi mình sống mình xây dựng cái hạnh phúc, nhưng mà rõ ràng là hạnh phúc mình xây dựng nó cũng không được ổn, cho nên là mình cũng hạnh phúc nó cũng được tròn vẹn. Rồi quý vị không nhìn vô đọc thử thì nghe. Như ngôi nhà vụn lộn, như ngôi nhà vụn lộn, tiếp nước mưa len lỏi vào, tâm không tu cũng vậy, tham dục lũy rã vào. Câu 14, như ngôi nhà khéo lợp, nước mưa không thấm vào, tâm khéo tu cũng vậy, tham dục khó lọt vào. Rồi gặp lại có 8 câu, mỗi câu có 5 chữ, 5, 8, 40 chữ. Một câu như vậy có 20 chữ, học cũng thuộc. Vậy là nó lột hết vào. Vậy là vọng tưởng nó lột hết vào. Có 20 chữ à. Như ngôi nhà vụn lợp, có 5 chữ thôi. Nước mưa. Thì giờ nói có ngôi nhà với nước mưa là nó hết hai câu còn gì hết. Như ngôi nhà vụn lợp, nước mưa len lỏi vào, Tâm không tu cũng vậy, tham dục rỉ rã vào. Dễ không? Nó giống như tham dục, giống như nước mưa nó rỉ rã nó vô. Rồi câu kia nó khác chút xíu thôi. Như ngôi nhà khéo lợp, nước mưa không thấm vào, tâm khéo tu cũng vậy, tham dục khó lọt vào. Đâu có chỗ đâu lọt vào. Nghĩa là bây giờ hạnh phúc mình nó gắn kết gì thì hàng xóm sao lọt vô. Nghĩa là rồi suốt ngày mình nghĩ đến con đường giải thoát sanh tử thì làm sao phiền não nó chỗ đâu nó vô, không có chỗ nó vô. Mà mình do mình giải đãi, mình không suy nghĩ cho nên nó có chỗ nó vô. Rồi câu số 15, 16. 15 là nay vui đời sao vui làm, ủa nay buồn đời sao buồn, làm ác hai đời buồn, hắn u buồn tàn tạ, thấy uế nghiệp mình luôn. Nay vui đời sao vui, làm phúc hai đời vui, hắn an vui hoan hỷ, thấy tịnh nghiệp mình nuôi. Câu 15. Nay buồn đời sao buồn. Đó, chứ không phải là, chứ không phải mình nghĩ là đời này mình làm buồn người ta kệ hết, không có đâu, đời này rồi đời sau nữa.
làm ác hai đời buồn, làm ác hai đời buồn, hai đời buồn. Thắng u buồn tàn tạ, thắng u buồn tàn tạ. Thấy uế nghiệp mình luôn, thấy uế nghiệp mình luôn. Có nghĩa là cái này là Đức Phật dạy là mình thấy trước cái uế nghiệp mình chưa? Thấy cái nghiệp xấu mình không? Đức Phật nói là hắn, hắn u buồn tàn tạ, hắn là ai? Là mình nó buồn tàn tạ, thấy uế nghiệp mình luôn. Nay vui đời sao vui, nay vui đời sao vui, làm phúc hai đời vui. Câu pháp cú này dễ học vậy đó quý vị, nó giống thôi con. Thắng an vui hoan hỷ, thắng an vui hoan hỷ. Thấy tịnh nghiệp mình nuôi, rồi đọc câu số 1 cái nè. Nay buồn đợi sao. À. Câu số 1 với câu số 2 nó cũng giống. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm niệm bất tịnh, khổ não liền theo sau như xe theo bò vậy. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm niệm thanh tịnh, an lạc liền theo sau như bóng chẳng rời hình. Khổ não liền theo sau, an lạc liền theo sao như bóng chẳng rời hình, còn khổ não liền theo sao thì như xe theo bò vậy. Nghĩa là khi chúng ta trừu tượng ra, nay buồn đời sao buồn. Cho nên người nào mà khổ là người này là không có hiểu biết, không có học pháp cú. Vì đời này khổ đời sao khổ nữa, mới khổ chi nhiều đời dữ vậy. Nay buồn đời sao buồn, làm ác hai đời buồn, hắn u buồn tàn tạ, thấy uế nghiệp mình luôn. Có nhiều người nói là giờ thôi tôi khổ quá, tôi chết đời sau hạnh phúc không. Cái đời này làm ác, đời này gây oan gia trái chủ, nợ nần tùm lum, cái đời chết vậy đời sau hết nợ không? Nhưng mà không biết thầy ơi. Sao không biết đời sau? Ý nói liều gì? Này, uống thuốc liều. Có nghĩa là theo quy luật nhân quả thì mình làm ác hay là mình làm lành, hay là mình làm phúc, cái việc này là nhân quả rõ ràng hay là không rõ ràng? Rõ ràng. Mình có biết hay mình không biết? Biết. Mình biết. Mà hôm qua thầy nói rồi, cái minh kính đài là ai soi minh kính cho mình? Chính mình. Cái minh kính đài chính là tâm của mình. Mình làm ác, mình biết, cho nên cái câu là mình biết mình hơn kẻ biết mình. Cho nên người ta khen, người ta chơi mình có quan trọng gì không? Không. Chứ không phải là người ta khen tôi giỏi cái tự nhiên là tôi về mắt tôi giật rồi cái tôi ngủ không được, nó rạo rực, cái ngày mai bước ra cái nó hút tôi một câu đồ cái thứ mắc dịch cái về, cái tôi ngồi tôi rầu rĩ rau ri rau ra rậm rạp, không có vụ đó xảy ra. Cái mình tu rồi mình hiểu là tôi làm cái gì đó tôi biết, nghiệp của tôi biết, tôi làm đúng hay tôi làm sai tôi biết, không có gì tôi phải buồn, tôi phải vui chứ, tôi làm con rối cho người ta giật. Cho nên khen hay gì hay chơi đối với tôi bị đứt dừng kinh khen chơi. Nên nhớ mai mốt quý vị làm ơn cắt dây thần kinh khen chơi, cắt đứt dây khen chơi. Nghĩa là chúng ta cắt đứt nó đi, chúng ta cũng không khen ai, mà chúng ta cũng chẳng cần chơi ai, và chúng ta cũng không quan tâm đến chữ khen và chữ chơi của ai cả. Vấn đề quan trọng là ta biết được ta làm như thế nào. Nhưng mà ta cắt cái này là ta cắt tự ta thôi nha, chứ người ta chơi mình cũng phải giả bộ buồn nha, không buồn nó tức lắm nó chết đó.
là nó chơi mình. Mình cũng ráng cố gắng mình giả bộ mình buồn cái đi để cho nó vừa lòng đó. Còn nó khen mình cũng giả bộ, mình nhếch môi mình cười một cái. Chứ không nó nói mình giống quỷ khen mà cười vậy. Cho nên là khen mình cũng cười nhưng mà cười xá giá thôi. Rồi, như vậy thì nay buồn là lý do nào? Lý do nào nay bạn buồn? Lý do là đời này mình không có khéo, cho nên là nước mưa nó rỉ rả vào. Đời này mình không có khéo tu, cho nên dẫn đến phiền não nó xâm nhập vào. Bây giờ nó xâm nhập vào rồi bắt đầu mình buồn. Thì mình buồn thì mình sửa cái nóc nhà đi. Như ngôi nhà vụn lợp thì giờ này nước mưa nó sẽ len lỏi vào thì mình sửa ngôi nhà của mình. Vậy thì mình tu là mình sửa mình hay là mình đi sửa người ta? Sửa mình. Đó, tu là tự sửa mình. Đó, chứ không phải là mình tu là mình đi sửa người ta. Tôi thường giúp xe vô tính tả quá à. Sửa vô ngã hầu như là uống sữa không. Cái tiếng nó bị nhét vô tiếng Hoa còn của đi tập. Tu là tự sửa mình. Vậy thì bây giờ mình tu là mình soi gương. Tu là mình tự soi gương. Vậy thì cái gương này chính là cái vui, cái buồn, cái được, cái mất, cái tốt, cái xấu của mình. Cái gương này là cái mà tự mình chùi rửa, mình lau chính bản thân mình. Như chữ Phật đó, chữ Nhân nè, chữ này là chữ Phật rồi. Có nghĩa là một con người tự làm sạch bản thân mình là Phật. Vậy thì đời này mình buồn nè, mình biết là đời sau mình buồn nữa. Mà do mình làm ác cho nên nó hai đời buồn. Đó là quy luật nhân quả. Vậy thì bây giờ mình không làm ác nữa thôi. Bỏ các điều ác, làm các việc lành. Đức Phật dạy như đó. Không có dạy nhiều. Đức Phật dạy là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Vậy thôi. Đức Phật dạy rất là dài, đơn giản. Vậy thì hắn u buồn tàn tạ. Đã đời này mình khổ rồi, mình u buồn tàn tạ rồi mà không chịu đi tu, lại còn nói bây giờ nó còn nguyên một đống rối bời mà tu cái gì thì ui. Vậy chừng nào hết rối bời này? Chết mà hết rồi. Nay ngu đời sau ngu là hai đời ngu. Thấy không? Nay khổ đời sau khổ làm ác hai đời khổ. Cho hết được. À, rồi bây giờ đời này mà mình không biết tu tập, đời này mình không biết bỏ ác làm lành, đời này mình không biết gác lại những cái không cần thiết để mình vạch ra những cái cần thiết, thì liệu đời sau mình có thay đổi được gì không? Đó. Cho nên là mình thấy chứ mình không thấy. Ở đây Đức Phật nói là thấy rồi nha. Hắn u buồn tàn tạ thấy ế nghiệp mình, thấy cái nghiệp xấu của mình luôn. Thấy chứ không phải không thấy. Thì hỏi quý vị có biết là quý vị đang khổ không? Quý vị có biết là quý vị vậy không? Biết. Cho nên là cái biết đó chính là cái mình soi gương. Cái minh kính đài mà mình chết xuống dưới, mà mình đi ngang qua cái chỗ đó, mình uống nước cháo lú rồi. Không phải. Cái chuyện đó người ta nói vậy. Mình lại mình soi cái gương, có nghĩa là mình soi cái nghiệp của mình. Cái việc soi gương này chính là ngồi thiền đó quý Phật tử. Ngồi thiền á, người nào ngồi thiền á là nó trả cái băng của quá khứ trở lại. Nó trả cái băng của quá khứ để lại để mình thấy, và mình thấy tất cả những cái gì của mình trong quá khứ để cố gắng mình sửa đổi. Cho nên hàng ngày quý vị phải tập ngồi nhiều hơn. Tập ngồi nhiều hơn. Và bắt đầu quý vị ngồi một chút rồi đó, quý vị thấy được những cái cảnh này, cảnh nọ, cảnh kia rồi đó, bắt đầu nó yên rồi, mình y như là nó trả cái băng trở lại rồi đó, thì lúc này mình cố gắng mình niệm Phật để mình hóa giải. Có nghĩa là người ta gọi là thiền định song tu, nhưng mà người nào mà chưa ngồi thiền được hay là ngồi không nổi thì cố gắng niệm Phật để hóa giải.
niệm cho đến lúc nó yên. Chủ yếu chúng ta để cho cái nước nghiệp của chúng ta nó yên lại thôi. Nay vui đời sau vui, làm phúc hai đời vui. Vậy là làm phúc là làm cái gì? Có bao nhiêu việc mình làm phúc và bao nhiêu việc mình làm ác? Đó, thử thầy nghe. Học thiện. Hả? Mười điều thiện đó thầy. Mười điều thiện không? Rồi, giới thiệu mười điều thiện luôn. Thập thiện và thập ác luôn. Ha. Thập ác hay thập thiện chủ yếu nó ở nơi ba nghiệp. Thân, miệng và ý. Ha. Thân, không. Miệng, ý. Thì thân nó có ba. Sát, đạo, dâm. Miệng nó có bốn. Nói dối, nói thiêu dệt, nói đôi chiều, nói đôi chiều, nói hung ác. Ý có ba: tham, sân, si. Vậy thì cái này đó, nó được xem như là thập ác. Vậy thì thập thiện ở chỗ nào? Thập thiện chỉ nói không với nó thôi. À, vậy là thập thiện. Nghĩa là thiện có nghĩa là không làm ác là thiện rồi. Có nghĩa là 10 điều thiện. 10 điều thiện là thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói đôi chiều, không nói hung ác. Ý không có tham, không có sân, không có si. Vậy được gọi là 10 điều thiện. Cái khái niệm mà chỉ đặt một cái chữ không vào là thiện á, thì nó gọi là không ép thì gọi là thiện thôi, chứ chưa có được gì. Nghĩa là tôi không sát sanh chứ tôi có phóng sanh đâu mà thiện. Được chưa? Nghĩa là tại vì nó không ép cho nên nó gọi là thiện thôi, chứ cái thiện đó nó gọi là nền tảng của thiện. Vậy thì mấy đứa nhỏ nó chưa biết, nó chưa biết sát sanh, nó không, nó chưa biết giết con gì có hết, thì vậy gọi nó là thiện à? Chưa có gì mà lấy đâu gọi là thiện. Nghĩa là vậy thì cái chữ không làm ác này nè, có nghĩa là không sát sanh. Nhưng mà không sát sanh thì phải phóng sanh chứ. Không sát sanh thì phải phóng sanh thì nó mới có thiện chứ. Rồi không trộm cắp thì phải bố thí chứ. Chứ không trộm cắp, nãy thì tôi đâu có trộm cắp mà nó là con người đó thiện, nó có gì đâu thiện. Rồi mấy đứa bại liệt không có tay chân nằm chỗ, vậy là nó thiện lắm hả? Mấy đứa bại não, bại liệt nằm một chỗ là nó không hề có cái vụ này, vậy là nó thiện hết à? Đúng vậy. Cho nên mình hiểu nó sai về vấn đề thì thành thử là nó không đúng. Vậy thiện là gì? Thiện là cái đã mình không làm ác rồi, mà trên cái nền tảng không làm ác đó thì mình phải làm thiện. Cho nên Đức Phật mới dạy là bỏ chư ác mạt tác, là không làm các việc ác, siêng làm các việc làm. Chúng thiện phụng hành à, chúng thiện phụng hành có nghĩa là việc thiện nên làm, vâng làm. Như vậy thì chúng ta mới hiểu là vậy. Thì bây giờ mình lấy cái này đi. Miệng không nói dối. Nói dối như thế nào gọi là ác, và nói dối như thế nào gọi là thiện? Bây giờ ta nói dối. Tại sao nói dối là ác mà nói dối là thiện? Bây giờ cái người này là ăn cắp, sau đó nói mình không có ăn cắp, có nghĩa là có nói không, không nói có. Nhưng mà có nói không, không nói có là nói dối là đúng rồi. Nhưng mà có nói không là có cái gì chứ? Bây giờ người ta cũng có, người ta thấy cái người này gần chết rồi, thấy cái người này hết cứu nổi rồi. Như vậy này có không? Có thấy không? Có biết không? Bác sĩ biết, nhưng mà giờ bác sĩ nói là sao? Cô không biết sao hết. Bệnh của cô nhẹ thôi, chích vô mũi thuốc khỏe là liền về, muốn ăn gì đó ăn. Cô là giờ nó miễn nhiễm mà, muốn ăn gì đó ăn, muốn làm gì đó là cứ thoải mái, bởi vì giờ già rồi.
bệnh này là bệnh già thế chứ cứ, cô cứ vô tư, con cái cho gì ăn nấy, thích gì ăn nấy, là bệnh cô khỏe lại. Bây giờ cô vô tư, cô ăn tùm lum tà lá nó khỏe thiệt. Nghĩa là không phải là cái bệnh nào cũng chết đâu. Bác sĩ ta nói dối hay ta nói đúng? Ta nói dối nhưng mà người này về hết bệnh nè. Mấy người đó về ta hết bệnh. Như vậy thì bây giờ cái người bác sĩ họ nói dối nhưng mà họ cứu người thì vậy thì họ nói dối đó là thiện hay ác? Thiện. Bây giờ mình thấy một cái người, một đám ăn cướp nó giết một con người. À, mình thấy cái người đó rồi vô nó giết người đó đó. Bây giờ mình thấy nhưng mà nó có chỉ cho cái đám đó không có giết người đó. Vậy thì mình nói dối hay nó đúng? Mình nói có nói không? Nó vô nhà mình có nói không? Nhưng mà tới chừng mà mình cứu được cái người đó rồi thì vậy thì mình thiện hả? Cứu một mạng người hơn xây 10 cái nghĩa địa. Vậy thì cái việc mà... cái địa. Biết tôi nghe đồn. Vậy thì bây giờ mình hiểu được là cái nói dối là cái nói dối có cái thì nói dối là xấu, có cái nói dối thì tốt, có cái nói dối. Bây giờ nói thêm bớt, ai ở trong đây không nói thêm bớt kia tôi lên chào những người chưa nói thêm bớt. Bây giờ mình nói thêm bớt mình nói như thế nào? Chứ mình nói không có nói thêm bớt đâu có được, cho nên là thành thật khai báo. Là, bây giờ mình nói thêm bớt là nói như thế nào thì cái điều đó là nó thiện, còn nói thêm bớt như thế nào điều đó là chứ không phải mình dùng cái chữ không. Nghĩa là dưới luật không phải là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Như vậy thì cái đó là nói cái chữ không đó nó không ổn. Nhưng mà tạm hiểu nó như vậy là để ngăn cái việc ác lại thôi. Bây giờ nói thiêu dền là nói thêm, nhưng mà nói thêm cho cái gì? Ý sĩ như bây giờ cái người này là họ đang buồn, họ đang sợ hãi. Họ đang sợ hãi thì thay vì họ sợ hãi thì mình cũng sợ gần chết chết. Lẽ mày sợ tao sợ, hai người đi quầy người kia sợ ma. Sợ ma. Bắt đầu cái người này là nói thiêu dền là nói thêm á, nói thêm á, rồi hay là nói bớt á. Ôi trời, cái đường này ta đi quá trời luôn, thì mình cứ đi chút xíu có người ta đi à. Đó là mình nói xạo hay nói thiệt? Nói xạo tại có hai đứa đi. Thì bây giờ hai người sợ, nhưng mà mình nói là sao mình trắng ngán nó. Mình trắng ngán nó có nghĩa là mình đang dùng một cái gì đó mình còn mình rỗi qua một con sông nó sâu dữ lắm, mình nói ô đứa cạn siêu à, bình tĩnh, nó có khúc à, chừng lội chừng 2-3 mét à, quất cả chục mét chưa qua. Cái chuyện đó mình nói để cho cái người này người ta làm, nguyên như là bây giờ mình làm còn cả đống, nhưng mình đã trò cái này làm tiếng xong mà quất cả một buổi. cái việc mà như vậy là mình cảm thấy là mình nói là mình biết mình nói sai, mà cái người nói và người nghe vẫn hiểu luôn đó, nhưng mà người ta vẫn làm cho nó nhẹ cái vấn đề lại thì nó lại là tốt, nhưng mà làm cho nó nặng nề thêm ấy thì là xấu. Vậy đó, nghĩa là chúng ta phải biết dùng nó thì nó là thiện, mà chúng ta không biết dùng nó thì nó là, chứ không phải là Đức Phật dạy. Bây giờ thầy hỏi quý vị là Đức Phật có dạy là đừng không có tham, không có sân, không có si? Đức Phật dạy là không. Ai ở đây không có ba cái này? Thấy không? Nếu mà Đức Phật dạy cho con mà con làm không được thì có phải là Đức Phật dạy không? Không. Đức Phật khéo dạy. Khéo dạy. Bây giờ ta tham là tham cái gì? Bây giờ ta tham sống sợ chết. Quý vị có tham sống sợ chết không? Đó. Bây giờ ai cũng tham sống sợ chết. Nếu bây giờ mà có nước lụt tràn tới, thầy trò chúng ta có người yêu thôi tôi chết, quý vị sống mình chỗ. Có nói gì không? Không, chạy thầy ơi. Lộn cầu cào lắm.
mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy làm sao để tự mình cứu lấy mẹ sống của mình, bằng mọi giá mình cứu lấy mẹ sống của mình. Ừ, bữa nay có chị không sợ chết đi học không? Yeah. Chống luôn không sợ chết, sợ chết. Nói tới cái chỗ này để cho mình hiểu là bây giờ là mình nói là mình tham hay mình không tham. Còn bây giờ nè, chúng ta đói, tất cả chúng ta đang đều đói. Khi mình chưa đói thì mình có bộ mình ngon lành lắm, chứ mình tới chừng đói rồi thì sao? Lúc này có dành nhau không? Lúc này có dành nè. Đói nó trở về với bản năng. Bản năng. Bây giờ làm sao mà mình no cái đã rồi hãy tính. Rồi bây giờ mình không nói cái đói mà giờ mình nói mình ngọt thở. Bây giờ mọi người ai cũng đang ngọt thở thì có nhường ai không? Mình nói cái đói thì có thể nhường người khác được, nhưng mà tại vì mình chưa có đói đến nỗi mà mình phải cần tới mạng sống thì mình nói mình nhường. Chứ tới chừng mà đói mà cần tới mạng sống rồi thì có nhường không? Quý vị có thể chạy sao thầy? Rồi bây giờ trong phòng này nó ngọt thở hết thì có ai nhường ai không? Cho nên cái vấn đề quan trọng là chúng ta tham, mà chúng ta phải hỏi nó là môi trường hoàn cảnh nào để chúng ta có thể hiểu rằng là chúng ta tu tập tốt hay không. Vậy thì cái bài kinh này Đức Phật dạy cho chúng ta là nay vui đời sao vui, làm phúc hai đời phúc. Nếu mà chúng ta làm phúc nhiều nhiều lắm rồi mà bây giờ chúng ta gặp những cái môi trường hoàn cảnh này, thì cái người mà có tu mà có khả năng á thì người đó bình tĩnh. Mà bình tĩnh á thì cái nỗi khổ nó ít hơn. Giống như mình nhảy xuống nước mà mình bình tĩnh á, biết lỗi thì bình tĩnh, không biết lỗi. Biết lỗi có nghĩa là biết tu. Biết bơi nghĩa là biết tu. Cái người biết tu người ta bình tĩnh. Cái người không biết tu người ta kỳ lắm. Cho nên là chúng ta ai cũng sợ, nhưng mà cái người biết tu sợ ít nha. Ai cũng sân mà cái người biết tu thì nó kiềm chế cái sân mà. Chứ ai cũng nóng, ai cũng nóng. Nhưng mà do mình biết tu cho nên mình biết kiềm chế lại chút xíu. Vậy thì cái việc mà ta hỏi là làm phúc là làm cái gì? Làm phúc là làm cái gì? Làm phúc là không làm 10 cái điều ác này. Điều thứ nhất là làm phúc là không làm 10 điều ác. Thứ hai, làm phúc là phải biết phát huy trái ngược lại những 10 điều ác này. Được không nào? Phát huy nó. Cái thứ ba là khi chúng ta phát huy nó thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đang phát huy nó, cho nên là đang ở trong nó. Bây giờ giả sử như bây giờ chúng ta nói chúng ta không tham, nhưng mà bây giờ chúng ta đi bố thí. Vậy thì khi chúng ta bố thí chúng ta có tham không? Chúng ta có muốn có nhiều tiền để bố thí cho nhiều người không? Đi qua Ấn Độ thấy người nào cũng khổ, người cho có 10 ruby mà nó chạy theo, nó dí theo, nó càng mình. Thì bây giờ mình ước gì mình có nhiều tiền hơn nữa để mình cho mọi người, có phải là có tham không? Mình chỉ cần đi bố thí thôi là mình tham. Bây giờ mình thấy người ta đau đớn, mình ước gì mình có nhiều dầu hay có nhiều thuốc để mình giúp cho người ta bớt đau. Vậy tâm mình có tham không? Tham. Cái tham đó là tâm Bồ Tát. Vậy thì trong lúc mình làm rồi, nhưng mà mình phải biết mình đang sống ở trong nó, và nó có làm cho mình khổ không? Khổ. Khổ. Nhớ là làm phước vẫn khổ nha. Bây giờ quý vị đi giúp đỡ những người già mà thấy người ta chết trước mặt mình mà mình không giúp được là nước mắt mình nó rơi. Chứ không phải mình nói mình giúp người ta mà mình giúp không được mà người ta chết trước mặt mình vì đau lắm. Lúc tôi đi cứu trợ ở những cái vùng bão lũ, bà con người ta đội áo mưa, người ta ra, người ta run cầm cặp, người ta ra, người ta đóng quà, nhưng người ta không chờ, người ta không chịu xếp hàng để người ta nhận, người ta lao vô, người ta đè. Cho nên nãy thầy nói là quý vị chưa từng đói, cho nên quý vị không thấy cảnh này. Ta lao vô, ta rót đầu xe đó là không phát được, đành phải chạy thôi. Xe đành phải chạy chứ lát ta đè mình chết. Rồi mì á là ta xé ra ta ăn luôn tại chỗ, cho nên là ta dậm lên. Gạo ta kéo xuống rồi ta dậm nhau, ta dẫm đạp nhau. Cho nên mình phát không được.
đành phải kéo về, đành phải kéo ra ngoài ủy ban, rồi ủy ban nó bắt từng người vô. Thì lúc đó là mọi người mới mới chịu. Có nghĩa là ở đó xếp hàng thì bà con ai cũng, bây giờ nọ mà đi phát không phải cái cảnh bão lũ mà người ta cũng không chịu ngồi yên đó để cho mình phát. Chứ phải như mà ta xếp hàng, ta ngồi yên ta phát không? Ta chiên vô. Thế thì mày sang không? Đi phát quà có sang không? Có nhiều người sang la ống sâm trời mây à. Cái đó làm phúc hay làm ác? Làm phúc. Làm phúc mà nó cũng la ống sâm trời mây chứ đâu phải là làm phúc. Vậy thì bắt đầu mình phải suy nghĩ là mình đi làm phước. Nhưng mà khi mình cho người ta không được, hồi đó thì ngồi trên xe thì khóc. Thì nói tại sao bà con không hiểu. Nhưng mà mình chưa đứng trong hoàn cảnh của họ. Vừa đói vừa rét 2-3 ngày rồi không có ăn. Vừa đói vừa rét vừa run. Mà có được một cái là nó mừng lắm. Mọi người tranh nhau như quỷ đói. Mình phải chịu. Phá không được mình phải chịu. Nhưng mà mình đau lắm. Mình sốt lắm. Và có khi mình cũng rất là bực mình. Tại sao họ có rét chút xíu nữa là họ được rồi. Đằng này phải chạy về tới quỹ ban. Họ phải từ đó mà họ lên tới đó nữa, họ chịu họ chết ra kiểu tội luôn. Nhưng mà giờ biết làm sao, họ không thể chịu đựng được, họ tranh nhau, họ sợ hết, mà quyên một xe tải mà vô đó là phải lúc mấy lần luôn mà kéo mới vừa tới nơi để đem cho người ta. Bây giờ hỏi cái si của mình có không? Có một bà, bà đi phát, kêu bà là lớn tuổi rồi mà khi nước nó dâng lên ở mình vô khách sạn đó mình ở để mình đi cứu trợ đó. Ở tầng 1, tầng 2 tối mình vô là còn xe còn chạy vô. Sáng nó ngập tầng trệt rồi. Bây giờ phải lấy cái thúng để đi phát quà. Cái bà đó kêu với ở nhà đi, không chịu. Để nhảy xuống thúng phải đi cho chết. Cái phải ngu không? Cái số mà. Có nghĩa là đi làm phước vẫn chết, chứ không phải là người ta bị bão lụt cho chết. Đi làm phước vẫn chết. Vậy thì rồi bây giờ mình qua bên Ấn Độ nha. Đi trước khi đi dẫn đã nói rồi, không được quyền tự ý mà chọt chọt mà cho. Nói rồi, đừng có ngu được bên cái. Thấy tội quá thì không nỡ gì cho đó. Cứ mình chẹt chẹt mình cho là nó theo nó bu, nó dây cái đòn lắm, nó giục đòn luôn. Nên là mình cho không đúng là mình đang tự mình ngu và mình làm cho lòng tham của người ta để giục đòn mình luôn. Cho đứa này không cho đứa kia, lát đứa kia nó giật. Nên nó không được. Muốn cho tập trung nó ngồi lại một chỗ. Xong rồi một người này đi cho, người kia đi cho, thì một người phải đứng cầm tiền đó. Người kia đi cho hết rồi, bắt đầu tới người này đi cho để chi về để nó ngồi yên. Chứ không nó chạy. Nếu không nó chạy mình sẽ coi cho những người kia không được. Mình vừa cho nó xong mình đi qua là nó đứng vậy, nó chạy lên kia nó xí hàng. Nó chạy nó xem vô những người khác mà mình không biết đứa nào cho rồi, đứa nào chưa nữa. Cho nên muốn cho phải có tổ chức. Một người này đi cho, người này đứng cầm tiền để nó biết rằng không được đứng dậy. Sau khi vừa cho xong rồi mà mình không muốn cho nữa đó, vẫn còn đứng đó cầm tiền. Không cho nữa thì đến đó hết, bỏ tiền vô, chạy. Nhưng lúc này là không bỏ tiền vô xong tranh thủ chạy, chứ nó chạy theo nó bu á. Chạy theo nó bu nó giật tiền luôn à. Cho nên là phải hiểu. Cho nên là không có ngu. Ở Việt Nam mình cũng vậy thầy. Núi Hồng Cấm này đó cũng vậy. Thôi, bỏ cái này đi. Nó rác cũng bên lòng. Có nghĩa là có nhiều người là mình thấy là họ thấy thương lắm. Đi phát quà cho họ mà còn bị họ chửi. Quý vị thấy cảnh đó chưa? Phải gì hả? Dạ có. Đi phát quà mà bị họ chửi. Lý do mình hẹn với họ là 10 giờ mình phát, là để mình phát xong họ về họ nấu cơm trưa. Mình thức 3 giờ sáng mình đi, 2-3 giờ sáng đi. Mà bắt đầu đi xe nó hư, lên tới nơi 12 giờ cũng ngồi chửi. Lại trễ. Giống mình nói thầy là trễ đó. Đi trễ. Mình nói thầy bị ngứa lúc ta. Đi trễ cái chút mà chửi lầm bầm. Uống nước thì thiếu nợ. Trả nợ. Bởi vậy cho nên là tôi biết. Rồi.
Bây giờ mình à, mình chia ra hai cái khía cạnh chuyện với ác. Mình đang nói tới nay buồn đời sao buồn, hỏi tại sao buồn, nay vui đời sao vui, làm phúc hai đời vui, làm ác hai đời buồn. Như vậy mặc định buồn là làm ác, ác bằng với buồn, vui bằng với phúc, làm phúc hai đời vui, đúng không? Tháng đang vui hoan hỷ thấy tịnh nghiệp mình nuôi, như vậy vui làm phúc là tịnh nghiệp đó. Đây chữ nghiệp đi, đây là di chuyển nghiệp, thì đây là tịnh nghiệp. Nay buồn đời sao buồn, làm ác hai đời buồn, tháng u buồn tàn tạ thấy uế nghiệp mình luôn, bên kia tịnh bên này uế, đúng không? Đó. Nay vui đời sao vui là phúc hai đời vui, hán an vui an hỷ thấy tịnh nghiệp mình lui. Như vậy thì cái tịnh nghiệp với cái uế nghiệp là hai người đều thấy hết, hai người đều thấy hết. Người làm ác buồn, người làm phúc là vui. Như vậy thì thầy hỏi quý vị nè, người làm ác với người làm phúc là hai người này là đều cực hay là hai người này xuống? Cực. Hai người đều cực. Vậy thì buồn hay vui đều cực hết. Vậy thì đứa nào nó ngu nó mới là biết. Bởi vì mày ác mày cũng cực, mày làm phúc là cũng cực, thì cực là chính nó bình thường. Đồng ý không nè? Cho tràng vào tay không? Cái chuyện này là ai cũng cực hết á. Cho nên là tôi cũng cực chứ lắm hết. Vậy thì hầu đó tôi đi học tôi cực không? Cực. Thay vì mà nó học chơi, nó học xong nó không làm gì được hết á, là nó học 50%. Tôi học để tôi đi giảng dạy là tôi phải học thuộc, tôi học đêm học ngày, tôi quên ăn bỏ ngủ luôn á. Là hầu đó tôi học là để tôi thật là giỏi, để sau này tôi đi dạy là tôi phải thuộc luôn. Cái này tôi học hơn 20 năm trước rồi, chứ không phải là bây giờ thì học đâu nghe. Cái quyển Pháp Cú này thì học trước năm 2000 kìa. Ngày xưa là thầy học để thầy thuộc, là để thầy thi, thầy đi giảng dạy là học thuộc trước rồi. Kinh điển là bắt đầu cứ như thế nạp vô là học thuộc, là bắt buộc mình học thuộc thì mình đâu có thời gian rảnh đâu. Không có thời gian rảnh để nói xấu cô này, để khen cô này, cũng rảnh đâu. Không có thời gian để nghe người này người kia nói chuyện này chuyện kia, không có. Không có thời gian mà cặp bạn rồi ngồi đó rồi uống trà hay là tán dóc, dạ không. Em có thời gian vì em tu trễ. Em tới 17 tuổi em mới tu được. Mấy đứa nó mới có 6-7 tháng nó vô chùa nó tu rồi. Em tu sao nó cả mười mấy năm thì nên thành hôn tu. Vậy mà có nhiều người 50-60 tuổi đi tu vẫn còn nhiều chuyện chứ có. Nhiều người lạ lắm. Như vậy thì bây giờ làm ác là nó buồn. Vậy thì bây giờ mình buồn thì cái buồn này có phải là mình lo sợ không? Cái buồn có phải là lo sợ không? Vậy thì cái người này nè, cái người này không lo sợ nè. Cái người này không lo sợ thì ta phải có mục đích. Cái người này làm ác nó không, nó lo sợ là bởi vì nó thiếu mục đích. Còn cái người này làm phúc thì người ta có mục đích. Thầy nói như vậy để cho quý vị á, làm ơn có mục đích giùm thầy. Mục đích nó lớn bằng một nhỏ cũng được đó. Mà phải có, để chi vậy? Để mình sống mình không có hoang mang. Cái chữ lo sợ này nè, cái chữ lo sợ này là cái người này nó hoang mang lắm. Sống mà cứ như thế, hoang mang, lo âu, sợ hãi, dạ nô. Người đệ tử Phật không lo âu, không sợ hãi. Bởi vì mọi thứ mình phải có mục đích, mọi thứ mình phải biết tính toán, mình phải có bài toán cho mình. Còn cái bài toán này nè, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, mình cứ lo mình làm còn thành hay bại là do trời. Mình nói vậy đi cho nó dễ, đổ thừa cho ông trời, cho ông ở đó ông giữ đi. Vậy thì bây giờ mình hỏi là cái người buồn, người ta vì sao người ta buồn? Có phải là do người ta tham quá không? Phải không? Nhưng mà người ta tham cho ai? Tham cho cá nhân, cho gia đình. Cái con người này tham chỉ nhiêu đó. Còn cái người này mình biết cái chữ phúc này là nó không phải cá nhân gia đình. Cái chữ phúc mà người muốn có phúc thì phải là rộng lớn. Rộng lớn.
Mà cái tâm rộng lớn đó thì nó vượt qua cái nhỏ nhen, chứ không phải cái rộng lớn này là không tham đâu. Nó tham như ông trời vậy đó, không phải không tham. Cái người có cái tâm rộng lớn là tham dữ lắm, cho nên cái người này nè, phần lớn là cực hơn người này. Nhưng người này người ta sẽ thấy cái cực của họ là bởi vì họ không quen. Cái người ép nè, họ không quen làm cực. Thì nói lộ luôn nha, người nào nhàn rỗi là cái ép rồi. Kẻ thù lớn nhất của mình nó có tên nhàn rỗi. Kẻ thù lớn nhất có tên nhàn rỗi. Cái này đó là nó có một cái biểu tượng là con chuột. Nó có biểu tượng là con chuột ở trong cái hũ gạo á. Sau khi anh ở trên á là anh mới bò vô là anh ăn hũ gạo. Anh ăn riết xuống tới đây kia là anh chết luôn vì anh lên đâu được nữa. Ăn bụng bự quá lắm rồi. Không, anh ăn hết gạo rồi là anh chết luôn. Không. Cho nên là anh có tên nhàn rỗi. Nhàn rỗi là ngồi đó ăn cho đến lúc hết rồi chết. Thì cái phước của ta cũng vậy. Chính chúng ta nhàn rỗi này là kẻ thù lớn nhất của ta. Tại sao vậy? Hết phước. Cuộc đời này á là cuộc đời này không phải là mình sanh ra là để ngồi đó mình hưởng phước đâu. Cuộc đời này mình sanh ra là mình tạo phước chứ không phải mình hưởng phước. Vậy thì cái người này ngồi đó hưởng phước cho nên nó hết. Do đâu mà hết phước? Do hưởng. Mà tại sao hưởng? Cũng là biết. Nó là biết cho nên nó ngồi nó hưởng. Còn cái người này nè là cái người tạo phước. Tạo phước. Cho nên cái người này rất là cực. Mình rất là cực. Người này làm từ sáng sớm tới chiều tối. Người này rất là siêng năng mà rất là vui. Bởi vì sao vậy? Cực mà nó vui. Thì đây mới là con người thật sự. Người ta biết tu cho nên người ta cực lắm. Nếu người chồng ở trong nhà thì người chồng rất là cực. Người vợ ở trong nhà thì người vợ rất là cực. Người con rất ở trong nhà thì người con rất là cực. Cái người con nào hiếu thảo người đó cực đó. Còn mấy đứa con là tối ngày ăn no cà nhỏng thì biết là nó bất hiếu à. Nó cà nhỏng vậy sao nó bất hiếu được. À, một cái người vợ rất là cực thì cái người vợ rất là đảm đang, người vợ rất là tuyệt vời, người vợ rất là đẹp, không có trang điểm gì hết đó, chỉ trang điểm cho mình bằng cái vất vả là cái trang điểm của người vợ. À, người vợ đẹp, vợ đẹp chính là trang điểm bằng sự vất vả. Đây là trang điểm, có nghĩa là giờ ông chồng cũng thương vợ dữ lắm. Vì sao vậy? Cái vợ vất vả quanh năm buôn bán ở Môn Sâm, nuôi đủ năm con với một chồng lặn lội thân cò khi quảng vắng eo xèo mặt nước bụi đò đốc. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quảng công. Cha mẹ cái thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Cái bài thương vợ tôi thuộc luôn vì tôi là người vợ rất tội nghiệp. Người vợ vất vả. Cái bài đó là bài thương vợ, có phải không? Quý vị có thuộc bài đó không? Ai đọc lại? Cho cái shop này. Bài đó bây giờ còn bao nhiêu người thuộc? Bây giờ đưa lên đi coi thử. À, còn một người thuộc. À. Thế thì cái bài thương vợ này tôi học từ nhỏ chứ. Nhưng mà tôi thấy sao tôi cũng giống bài đó cho nên là thương vợ. Thấy ông nội đó ông đi thi 7 lần, ông rớt. Lý do ổng làm thơ rất là hay, có điều cái là ổng phạm huý thôi. Cái tên của quan triều đình của vua quan là ổng không học. Do ổng không học cho nên ổng làm thơ rất là hay, nhưng mà ổng làm tới đâu là phạm huý đó, là phạm huý là rớt. Chứ không phải là ổng dở, ổng rất là giỏi, có một cái ngông là không học tên của triều đình. À, thay vì người ta tên Phúc thì không được quyền trong bài đó ghi Phúc. Ghi giống thì xuân rồi đó. Bài đó phải ghi Phước. Cho nên cái tên ông đó là tên ông vua ông đó là Nguyễn Phúc. Thì không được quyền làm trong bài thơ đó có chữ Phúc. Gọi là từ cấm kỵ. Ông quốc luôn rớt. Mà 7 lần như vậy cứ rớt. Đó. Rồi. Như vậy thì tôi nghĩ là cái đời này buồn là do tham. Nhưng mà tham không có đúng. Tham đúng nó vui lắm. Giống như là tôi
tôi đi các nước trên thế giới, tôi vẫn không muốn ngày nào tôi ở không. Ban ngày thì có thể làm được việc gì đó, còn ban đêm thì tôi có thể giảng dạy. Ở chùa tôi cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy. Ban ngày tôi làm mọi thứ hết, tối là tôi giảng dạy. Rồi tôi còn phải làm thêm cái chớp nữa là sáng 5 giờ dạy, tối 7 giờ rưỡi dạy. Tôi sợ tôi mất dạy, phải dạy sáng dạy tối. Nghĩa là phải tự mình giảng là 5 giờ sáng 7 giờ rưỡi tối. Phải giảng để như vậy, để mình không được quyền cho phép mình ở không. Như vậy thì mình suy nghĩ là có phải là mình tự tìm cái việc cực cho mình không? Tại sao không nghỉ ngơi? Nghĩa là mình nghĩ mình cũng chết đi. Tôi mượn cái thân này nha, tôi mượn cái thân này, thì vậy là tôi mượn cái thân này mấy mươi năm. Tôi mượn cái thân này ở cái cõi Ta Bà này tôi mượn mấy mươi năm. Quý vị mượn bao nhiêu lâu? Ông cụ định mượn cái thân bao nhiêu lâu? Mượn gì đâu chứ ăn gian vậy. Mượn phải có ngày có giờ chứ, hợp đồng năm qua chứ. Tới cho mình biết là mượn biết không mua. Tới à? Vậy sao đi mà. Tôi mượn cái thân này ở cõi này 160 năm. Nhiều quá. Tôi mượn tôi có hợp đồng. Tôi có hợp đồng với chính tôi. Tôi mượn nó cái cuộc đời này tôi sống 160 năm. Rồi tôi trả cái thân này. Chú mượn chú phải biết chứ. Hiện nay chú xài bao nhiêu năm rồi? 80 rồi. Xài 80 năm rồi. Bây giờ 80 năm rồi, bây giờ chú định xài nó bao lâu nữa? Không biết được xài. Không biết được. Thôi quá. Cho nhiều rồi, bên nhiêu à? Nãy thầy nói rồi, phải có mục đích, phải có tính toán. Cái này dư quá rồi thầy. Ý nói lời. 80 năm nữa. 60 rồi, 80 dư quá rồi. Chú bây giờ là thờ cửu quyền rất tổ rồi. Nhưng mà để nói rằng là 80 năm nữa là chú mới đi nửa chặng đường của thầy ta. Mà chú nói dư là sao? Ngày xưa Đức Phật 80 tuổi ngày nhập Niết Bàn. Nhưng mà bởi vì ngày nhập Niết Bàn là bởi vì ngày hợp đồng với cái cõi này nhiêu đó thôi. Để ngài nói là 80 tuổi là trên mình có 4 đời, dưới mình có 4 đời là cửu quyền đất tổ. Và bắt đầu từ đó thì sao? 100 năm làm ác là ta giảm 1 tuổi, 100 năm làm ác giảm 1 tuổi. Cho đến giờ này ngài hơn 20 năm rồi. Hơn 25 thế kỷ là mình bây giờ trừ 25 năm thì mình còn có 55 tuổi là tuổi thọ rồi đó. Cho nên giờ này nó chết, nó đang cắn đỏ vậy, nó ngã đăng lùng ra chân. Là bởi vì nó tới giờ tới ngày nó chết rồi, làm ác người ta đã chết thôi. Nghĩa là Đức Phật dạy là cứ ai mà làm ác 100 năm á thì nghiệp ác nó sẽ giảm một tuổi thọ của cái kiếp, nó giảm một tuổi. Thì khi người nào làm ác thì cái người đó là đang cắn nỏ ngã đùng ra chết là đúng rồi. Bây giờ này nó không phải chết thì bệnh đau gì ghê gớm lắm, nó chết là coi con người đó ngon lành đàng hoàng vậy đó, hồ cái lằn ra chết vậy là mình biết là nó chết đúng quy tắc chứ không nói chết hoàng chết đất gì đó, cái đó là chết đúng quy tắc. Cái đời nó ngũ trược ác tới vậy thì bây giờ cái đời uế trược này nè, do người ta họ hưởng hết phước. Giả sử như đời trước mình gieo một trăm cái phước đi, đời trước mình gieo 100 cái phước, đời này á mình xài 200 rồi, vậy thì mình âm 100 đúng không? Mình âm 100 nó mới rớt xuống chứ. Còn nếu mình xài 100 á thì nó ngang, mình chưa biết là lên hay xuống. Còn nếu mình xài mới có 50 thì mình còn dư để lên chứ. Quý vị hiểu không nè? Còn tôi xài tôi không biết là bao nhiêu, tôi vô minh. Cho nên cứ như thế tôi đang cố gắng tôi tạo. Cho nên là giả sử như tôi ăn á, một ngày như vậy là tôi ăn 100 đô đi, một ngày tôi ăn 100 đô thì tôi làm á 200, dư được 100. Mặc định tôi không nói dư để đâu, nhưng mà tôi làm hơn cái số mà tôi dùng, nghĩa là tôi đang dư. Đồng ý không quý vị? Vì hiểu chỗ này không? Còn bây giờ 100 này nè mà quý vị nó còn dư ra 100 á, mà 100 này quý vị bỏ túi mà quý vị xài nữa đó, thì quý vị đâu có tạo phước đâu. Quý vị không tạo phước.
Mà nếu 100 này mà quý vị đem đem quý vị rải đông tây nam bắc á, giống như là rải mạng hay gì đó, thì mai mốt cái phước này nó tùy theo chỗ này nó lên, chỗ kia nó lên, chỗ nọ nó lên. Quý vị hiểu không? Cho nên người ta lúc trước tôi nói cái tịnh nghiệp này nè, quý vị gieo cho con mắt, có nghĩa là ta có một cái kế hoạch nhỏ, chúng ta bỏ heo đó, một ngày á ta bỏ một đồng vô để cho cái chỗ này là tôi gieo phước cho con mắt, nghĩa là tôi gieo phước cho những người mù. Tôi dành ra một đồng này á để tôi cho những người mù, để tôi tạo phước cho con mắt của tôi, để đời sau con mắt tôi nó sáng, chứ không là tôi không biết nó sáng hay không. Mà quý vị có ai biết chắc là đời sau mắt quý vị sáng không? Không. Cho nên quý vị liều mạng cái gì. Rồi tôi bỏ một đồng cho lỗ tai, có nghĩa là tôi đang hướng về người điếc. Tôi bỏ một đồng đến cho cái miệng, tôi hướng về người câm. Tôi bỏ một đồng cho cái thân của tôi, nghĩa là tôi hướng về những người bại liệt. Tôi bỏ một đồng cho ý của tôi, có nghĩa là người bị bệnh não, người điên đó. Nghĩa là nếu tôi dùng cái tiền của tôi cho cái chương trình từ thiện á, thì tôi đang gieo mắt tai mũi lưỡi thân ý của tôi để đời sau tôi gieo trồng rồi. Vậy là tôi có tính toán không? Có. Có tính toán chưa? Bữa nay tôi gieo trồng cái gì? Tôi lấy cái phước của tôi có được, tôi gieo trồng đến người bại não, là để tôi hồi hướng cái công đức phước báo của tôi. Vì tôi có phước báo cho nên tôi có não bộ, tôi thông minh, tôi biết rồi. Còn kẻ kia nó sanh ra nó bại não kia. Vậy thì tôi giúp đỡ những người ngu, tôi đi vào trong cái tôi cho những cái học và học bổng để cho những các em nó học. Tôi biết là hồi nhỏ tôi học không có thông minh, bây giờ tôi giúp cho nó học mà nó học giỏi thì tôi đang gieo cái mầm trí tuệ. Như vậy thì ta làm cái gì đó, ta gieo cái tịnh nghiệp của mình. Còn có người bữa nay nó nhậu cái món này, ngày mai nó ăn ốc khỉ, mốt nó ăn tiết canh, có nghĩa là nó đang gieo cái nghiệp, nó đang gieo cái ế nghiệp. Có gì không? Có biết không? Biết. Bữa nay muốn lấy của người này, ngày mai muốn trộm của người kia, ngày mốt muốn gạt của người nọ. Họ biết không? Biết luôn. Họ đang gieo ế nghiệp, họ biết chứ. Bữa nay họ làm cái chất gây khổ cho người này, mai họ tạo cái chất gây khổ cho người kia. Nghĩa là họ trực tiếp hay gián tiếp để làm những việc xấu ác. Họ biết không? Biết. Trực tiếp hay gián tiếp làm những chuyện khác, biết luôn. Như vậy thì con người này nó đang gieo cái ế nghiệp, nó thấy luôn cái ế nghiệp của nó. Người này đang gieo cái tịnh nghiệp, họ thấy luôn tịnh nghiệp của nó. Được chưa nào? Hiểu không quý vị? Rồi, cảm ơn. Qua học tiếp câu pháp cú nữa. Tại vì nó có buồn, có vui, cho nên là tôi cũng chia sẻ buồn vui với quý vị. Thực sự ra cái này là quý vị hiểu hết rồi, tôi chỉ khảo sơ lại thôi. Cho nên tôi cũng định làm một cái chương trình từ thiện ở đây đó nha. Hôm nọ là tôi cũng nói rồi, nhưng mà lúc này là tôi có thể gần triển khai đó. Mai mốt tôi làm một cái chương trình từ thiện ở đây á, ở Úc á, để tôi gieo duyên với những con người thiếu phước báo hơn mình. Rồi tại vì tôi cũng đang làm cho những người dân tộc của Việt Nam của mình, những người dân tộc thương lắm, họ không có cái cầu đi qua, họ không có cái trường học cho những con em người dân tộc, họ thiếu cơm ăn áo mặc. Nhưng mà có nhiều lúc mình cũng giận, bởi vì sao vậy? Mình cho nó để cho nó đi làm, nó không đi làm, nó nói tao đi làm rồi, ai dư ba cái đô này tao bị ăn hết rồi, tao đi làm, tao làm dùm chết, tao cho mày ăn hết đi. Mình cho nó nhiều lại ngồi đó ăn hết rồi mới làm. Thế thì mình có nên cho nữa hay không? Thì giờ mình cho nó cái gì? Mình nên giúp nó cái gì để cho nó vững chãi, là nó không bị nghèo đói, nó không bị lạc hậu, nó hòa nhập vào. Thì còn suy nghĩ để cố gắng giúp nó. Rồi.
Thôi mình đọc lại lần nữa cái thầy bói nha. Nay buồn đời sao buồn. Nay buồn đời sao buồn. Làm ác hại đời buồn. Thắng thù buồn tàn tạ. Thấy thuế nghiệp mình luôn. Nay vui đời sao vui. Làm phúc hay đời vui. Thắng an vui hoan hỷ. Thấy tình nghiệp mình vui. Dễ thuộc hay khó thuộc? Đọc có thuộc cái thầy cỡ ngồi quên rồi. Vậy là biết là gieo cái gì rồi. nếu mà mình cố gắng nghe, lúc xưa là tôi học có một câu thôi mà tôi cũng không thuộc nữa. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tô pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo. Tôi vô chùa tôi nghe cái câu đó tôi nói trời ơi, chừng nào mình mới thuộc câu này cũng khó dữ gì trời. Ấy thế mà tôi vô chùa rồi tôi lo tôi học một thời gian tôi quên mất cái câu đó đi mà tôi thuộc hồi nào tôi không hay và không bao giờ tôi quên nó nữa. Ba cái câu lễ Phật đó không có gì khó đó. Rồi nghe tụng chú Đại Bi Nam Mô Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Nam Mô Hắc Ra Đắc 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 mình đi vào trong cái đạo thì tự nhiên nó thuộc con nó thôi. Còn mình cứ sợ mà nó không thuộc là không biết chừng nào mới thuộc. Hả? Con đừng hiểu con. Mình con đi vào cuộc đời con cũng đâu phải là con hiểu cuộc đời rồi con mới đi vào đó. Đúng không? Hồi đó con lập gia đình con có hiểu là lập gia đình là thế nào để con lập gia đình không hay là con liều mạng lấy? Thôi dám anh trả lời đi. Tao nói gì phải như nó là phải như con hiểu rồi con mới lấy chồng. Dám không? Điều mẹ con không? Phải không? Thầy nói vui thôi nhưng mà thật ra là mình học tại vì nó cũng cần phải hiểu chứ không hả? Không con có những cái thì con cần phải hiểu còn có những cái con không nên hiểu. Vì sao vậy? Vì nó là mật. Ác tự nó, các tự con ngộ ra thôi. Nó là mật mà con biểu hiểu thì nó khó. Còn có dịch, có Hòa Thượng Pháp Chủ có dịch ra. Hòa Thượng có dịch ra trong kinh Bổn Môn đó con. Trong kinh Bổn Môn của Pháp Hoa thì có dịch. Nhưng mà hiểu gì thôi. Mật thì không có dịch. Giả sử như Án Mani Bát Di Hồng là con dịch ra là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà thay vì mình niệm là Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nó không bằng là Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Cái câu Án Mani Bát Di Hồng nó dữ hơn. Cái bà kia bà niệm, bà lộn, bà niệm Om Mani Padme Queer. Không chơi hồng ta Án Mani Bát Di Hồng bảo quốc hồng mà này bà mì khuya thì bà cũng rất đạo vậy. Câu 17, câu 17 là giống câu 15, 16, 17, 18. Nay than đời sao than làm ác, hai đời than hắn than ta làm ác, đọa khỏi khổ càng than. Nay mừng đời sao mừng, làm phúc hai đời mừng, hắn mừng ta làm phúc, sanh cảnh lành mừng hơn. Hai câu này giống nhau không? Rồi, vậy thì cho qua phải không? Rồi, quyết định gì đi ha. Hai thầy giải thích thôi. Nay than đời sao than, làm ác hai đời than là mình hiểu rồi ha. Hắn than ta làm ác, có nghĩa là hắn đang biết hắn làm ác. Hắn than là hắn làm ác mà hắn vẫn làm ác. Nhớ nè. Thầy nhấn mạnh cái điểm đó. Có nghĩa là bây giờ quý vị vẫn đang trầm luân trong sanh tử. Quý vị đang trầm luân, quý vị biết rõ mình trầm luân nhưng mà quý vị vẫn chấp nhận trầm luân. Quý vị là giống cái thằng này. Đọ cõi khổ càng than. Như vậy thì mình biết rằng mình làm ác là mình đọ không? Đọ, biết rõ nha. Mấy mốt con không đổ thừa thầy Xuân không nói nha. Câu 18, nay mừng đời sao mừng, làm phúc hai đời mừng, hắn mừng ta làm phúc, sanh cảnh lành mừng hơn. Có nghĩa là rất là vui mừng, làm phúc là người ta mừng lắm. Người ta làm được cái việc phước thiện gì đó, người ta mừng vui để người ta làm. Cái việc này là việc quan trọng.
Có nghĩa là mình làm được cái việc tốt gì đó, mình phải là mình mừng vui trong lòng thì cái việc đó nó mới phát triển được. Chứ còn mình làm mà cái kiểu làm cho có làm thôi, thì làm cái đó nó không có rung, nó không có chấn động. Cái câu này nè là thầy muốn giảng cái chữ chấn động. Quý vị nghe là chúng ta có câu số 17 và 18, thầy nhấn mạnh cái chữ chấn động. Cái chữ chấn động này đó, nó lưu trong tâm mình ghê lắm. Nó lưu trong tâm của mình. Nghĩa là mình làm ác mà mình biết nghe, mình gọi là có tác ý. Làm ác mà biết thì cái này gọi là có tác ý. Có tác ý này nó ghi sâu lắm. Ông Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, ông ta 10 kiếp tu hành rồi, ông ta trở thành quốc sư. 10 kiếp tu ông trở thành quốc sư Ngộ Đạt. Như vậy thì vị Ngộ Đạt Quốc Sư này nè, là tại sao ông ta có cái một ghẻ? Ông ta có một ghẻ. Mà cái một ghẻ này là nó hiện lên là ông ta đau đớn đến nỗi mà ông ta đau không chịu nổi. Chứ không phải là đau đơn giản đâu. Đau mà đau không chịu nổi. Thế thì bây giờ ông ta mới nhớ lại khi ông còn là một vị sa di khoảng 14 tuổi. Lúc đó ông có phát tâm ông nuôi một vị tỳ kheo cùi. Một vị tỳ kheo bị cùi. Vị này là vị Ca Nạc Ca. Ca Nạc Ca. Thì cái Bồ Tát tỳ kheo Ca Nạc Ca này ông hiện cái thân cùi hủi để ông độ Ngộ Đạt này. Cái chú tiểu này phát tâm nuôi cái vị này ở trong chùa, nhưng mà nuôi ngoài cổng á. Thì khi hai người chia tay với nhau thì cái vị Ca Nạc Ca này mới nói khi nào ông có cái hữu sự gì ông lên núi Cửu Lũng tìm ta. Bây giờ ở trên núi Cửu Lũng á thì ai cũng biết, nhưng mà không có ai lên tới đây. Vậy thì như bây giờ mình nói là ở Việt Nam mình có núi Thất Sơn, quý vị biết không? Yeah. Biết đúng không? Biết Thất Sơn núi Cấm. Nhưng bao nhiêu người lên núi Cấm này? Bao nhiêu người lên được bảy cái ngọn của núi Cấm? Thấy chưa? Mà ở đây là Cửu Lũng, có nghĩa là lên tới ngọn núi Thứ Chín. Lên tới ngọn Thứ Chín. Ngọn này ít ai lên lắm. Ở trên đây nó có một ngôi chùa. Ngôi chùa là tu viện Linh Thú. Thế thì ở ngay chỗ cổng nó có hai cái cây tùng. Nó có ngọn ngọn suối chảy ngang qua. Thế thì hoặc thì theo nó là một khi ông có một cái vấn đề gì đó thì ông nên lên đây ông đi tìm ta. À, ở trên đó nó có hai cái cây tùng là ông biết là ở trên đó. Thế thì ngài bạch từ lúc ngài 14 tuổi cho đến lúc ngài 41 tuổi. Bạch qua khoảng trên dưới 30 năm, ngài trở thành một vị quốc sư rất là lỗi lạc. Ngài bị cái mục ghẻ, bắt đầu ngài mới tìm lên núi Cửu Lũng. Thế thì ngài tìm lên đây thì ngài mới gặp ngài Ca Nạc Ca. Thế thì ngài gặp ngài Ca Nạc Ca rồi thì bắt đầu ngài Ca Nạc Ca nó nói là không sao đâu, ông lái ông ra lấy nước này, ông rửa cái hết à. Không nói tới cái. Cái nỗi đau này là không chịu đâu, dữ lắm luôn, là con là một vị quốc sư thì trong nước không có còn một vị danh y là thánh y nào mà chưa trị cho con, mà hết một ghẻ. Mà một ghẻ này cứ hở đắp thịt lên thì nó hết. Mà đắp thịt lên phải chế rượu lên nữa. Nghĩa là một ghẻ này uống rượu ăn thịt không. Thế thì ngài Ca Nạc Ca nói như vậy xong rồi đãi ngài ăn cơm xong rồi bắt đầu ông kêu nghỉ ngơi đi, rồi sáng ra phát nước rửa. Ông đâu đợi tới sáng, đau quá sẽ đợi tới sáng. Là ngài Ca Nạc Ca vô ngủ, ông chạy ra rồi xong ông định phát nước lên rửa thì cái mục ghẻ nó lên tiếng, nó khoan rửa đã, từ nói chuyện.
Nó nói là ông có nhớ là cái câu chuyện mà của Viên Án Triệu Thố không? Nếu ông nhớ thì Viên Án và Triệu Thố nó có trong cái tích truyện á, ông có nhớ không? Mà nhớ chứ. Thì ông biết là cái câu chuyện đó là ai không? Nó không. Câu chuyện đó là tôi với ông. Nghĩa là cái oan gia trái chủ nó theo nó đòi mà 10 kiếp rồi nó chưa bỏ. Nó ngày xưa đó thì Viên Án nó giết oan Triệu Thố. Thì một ghẻ này là Triệu Thố. Triệu Thố bây giờ là một ghẻ. Tôi theo ông 10 kiếp rồi, ông tu hành tinh tấn, ông không có một y như ngôi nhà khéo lợp nước mưa không leo vào. Tâm khéo tu cũng vậy, nghiệp chướng nó không vào cả được. Ông tu 10 kiếp rồi, tôi theo ông, tôi đòi mà ông không có cái lỗ hổng nào để cho tôi vô đó. Bữa nay ông vua ông cho một cái tòa trầm hương. Ông vua ông tặng cúng dường cho ông quốc sư một cái tòa trầm hương. À, cho nên bữa nay quý vị mua trầm hương nhớ. Cho quốc sư một cúng dường cho quốc sư một cái tòa trầm hương, ngồi trên đó để giảng thơm ngào ngạt. Giảng hơn 10,000 người với nghe, giờ thì giảng có 10 người nghe là ngon. Bây giờ quốc sư cảm thấy mình tuyệt vời rồi, thì khi ông chỉ cần khởi lên một cái tâm mà cái ngã của ông, cái bản ngã của ông vừa khởi lên, ông này vô kịch. Vô đâu? Quốc sư đang ngồi có tê cái giò. Nó tê cái giò thì ngay cái chỗ tê này là cái chỗ ông vô. Cho nên ai ngồi thiền nha, ai ngồi thiền mà không chịu xả thiền mà chà những cái tổ chỗ tê đó, thì coi chừng ngay cái chỗ đó mai mốt nó có vấn đề, nghiệp của mình nó vô mấy cái chỗ đó. Cho nên nhiều người ngồi thiền làm biến xả thiền, dẫn đến mai mốt bị bệnh viêm thối hóa. Thế này ngồi thiền xả thiền là sao thầy? Xả thiền có nghĩa là mình phải tập thể dục, mình phải dò cho cơ thể mình y như là mình tập yoga vậy đó. Sau khi mình thở thiền xong, mình làm cho máu huyết lưu thông, mình xả hết những cái chỗ. Thì cái chỗ tê ngay đầu gối của ngài quốc sư Ngộ Đạt, cái chỗ đó nó vừa tê không là bắt đầu cái nghiệp nó vào, thì cái da đó nó chết và bắt đầu nó tạo ra một kẻ. Được chưa? Và từ đó cái một kẻ này là nó làm cho ông phải chết đi sống lại. Sau khi ông nói chuyện xong rồi, ông phát nước này, ông rửa trên một kẻ xong là ông chết giấc luôn. Và ông nhớ lại câu chuyện là ông giết Triệu Thố. Ông là một tướng quân, bên đây là một tướng quân, nhưng mà ông Triệu Thố là thắng Viên Án chứ không phải thua. Nhưng mà do ông này giống như là ông bị bên trong là mâu thuẫn, là đưa ông ra chiến trường là để giết ông, cho nên là bắt Viên Án phải giết. Sau khi là bên đây giả sử như bên đây có 1,000 quân mà bên đây tới 10,000 quân là đánh qua. Do vậy mà ông Viên Án này bắt được Triệu Thố. Quy tắc bắt được người ta đầu hàng là không được giết, không được giết. Ông này giết luôn. Ông này được bị lệnh giết, cho nên ông này giết oan ông này. Chỉ giết oan nhưng mà do bị lệnh giết, cho nên ông Viên Án sau khi giết xong giờ đi tu. 10 kiếp ông tu không hở miếng nào. Đó, cho nên quý vị thấy là cái chuyện đó là cái chuyện mà phải nói là tôi đọc cái từ bi thị sám. Cái từ bi thị sám mà đọc xong rồi phải nói là nó ghê lắm. Nó làm cho mình chấn động lắm. Mà sau khi biết được là ai mà trở về tứ động tâm của Phật, là Đức Phật có tứ động tâm. Vậy thì ai đến cái tứ động tâm này một lần trong đời mà cái tâm mình nó động ấy, thì người này khi thân hoại mạng chung sanh thiên. Mà khi thân hoại mạng chung có nghĩa là cận tử nghiệp, thì người này phải nhớ nha, người này phải nhớ lại cái trạng thái này. Nghĩa là sáu điệu vang động. Khi Đức Thế Tôn đản sanh, khi Đức Thế Tôn đản sanh, Đức Thế Tôn thành đạo chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Vậy thì ở đây gọi là tứ thánh tích, hay còn gọi là tứ động tâm. Trong cuộc đời ai đến được tứ động tâm này mà cái tâm người đó nó rung nha, tùy theo cái độ rung này nè,
Mà khi cận tử nghiệp này, cái độ rung này nó cảm đến thì người này sanh thiên. Cái này là trong kinh văn ghi, trong kinh văn để lại. Như vậy thì cái rung này này là nó rung như thế nào? Thì cái câu 17, 18 này nói rằng hắn than ta làm ác, hắn mừng ta làm phúc, hắn mừng ta làm phúc. Trong cuộc đời nếu quý vị làm ác mà cái độ rung này nè, đến lúc cận tử nghiệp mà cái độ rung này nó sanh ra thì đọa ngay chỗ này. Còn nếu mình làm phúc mà cái độ rung này nó sanh ra thì mai này mà khi thân hoại mạng chung thầy khai thị mà quý vị nhớ được cái chỗ này, cái độ rung này nó sanh ra thì ngay chỗ này là chỗ thầy khai thị. Thầy đi khai thị cho người Bắc, phần lớn thì khai thị cái độ rung này. Trong cuộc đời cô chú có làm được cái điều gì mà cô chú nhớ được cho phước báo đó lớn không? Thì ta nhớ lại cái đó là cận tử nghiệp chúng ta, nhân đó mà làm cái bệ phóng chúng ta đi lên. Tại vì sao? Chúng ta làm cái gì đó mà chúng ta phải có một cái độ rung kia. Còn chúng ta làm cả đời nữa, sơ, cào cào, không có, không nhận gì. Làm một cái gì đó gọi là kinh thiên động địa đi, thì cái đó nó mới sanh ra cái độ rung. Thì ta làm một cái việc phước, ta làm một cái điều tốt mà chúng ta cảm nhận được là rất tuyệt vời. Đấy, cái câu 17, 18 này nó khác với cái câu trên là phải nhấn mạnh cái độ rung đó. Nên quý vị đừng có làm cho có làm nhé, đừng có tu cho có tu. Giống như thầy nói là người nào mà ngồi thiền ngồi cho chết luôn đi để biết chết là gì, ngồi cho đến lúc mà không còn bộ phận nào trong cơ thể nó sống nữa. Khi nó chết hai cái chân, quý vị biết nó chết hai cái chân. Nó chết lên tới cái người, quý vị biết nó chết lên tới cái người. Nó chết hai cái tai, biết nó chết lên tới cái tai. Nó chết luôn lên tới cái đầu, biết luôn chết lên tới cái đầu. Rồi hai con mắt mình lúc này nó cứng lại, quý vị biết nó chết luôn rồi. Thì bây giờ quý vị muốn thử nữa hay muốn xả thiền? Cho nên khi ngồi thiền phải có người. Lần đó thầy ngồi thiền không có người, không có ai hết. Nhưng mà thầy cho cơ thể mình nó chết để thầy biết nó chết như thế nào. Và bắt đầu thầy chỉ cần nháy mắt, lúc này thì nó vẫn còn sống, nháy mắt. Và bắt đầu nháy mắt nó đau kinh khủng luôn. Nháy mắt mà tưởng chừng như là nó đen y như dao cắt vậy. Nó đau đến cỡ đó, bởi vì nó chết rồi mà nó đông lại rồi mà. Bắt đầu nháy mắt xong rồi nhíu mạnh lên, bắt đầu từ từ lắc được cái đầu, bắt đầu lắc được cái vai. Lắc nhẹ nhẹ, mọi thứ lắc nhẹ nhẹ cho máu huyết nó chảy. Còn lúc nó chết mình biết. Nó đứng lại luôn. Nhưng mà thì cái trạng thái đó cho đến lúc mà những cái lần mà tôi gặp được những cái thế giới bên kia đó, thì lúc đó tôi mới nói là thôi tôi đóng lại rồi, tôi muốn quan tâm nha, chứ còn cái thế giới là bạn, tôi chết rồi tôi biết. Cho nên là có hai vị đệ tử nó về xuất gia rồi bỏ tôi đi, nó nói tại sao sư phụ giúp người ta được, sư phụ không giúp. Tôi nói không phải sư phụ không giúp, mà sư phụ không muốn làm con rối cho mấy con ma. Nó nhập vô người này, tôi giúp người này, xong người này hết cái nó sức người này, cái qua nó nhập ông kia, mất công tôi đi làm nữa. Và cứ như thế nó ra, nó đồn ra để cho mọi người đem về. Tôi có bao nhiêu năng lực, cái nó vô tôi giúp người ta, cái nó hút hết. Làm thử là tôi tu cho nó. Nó không, tôi không làm nữa. Chứ không phải là tôi không muốn làm, tôi làm chứ. Tôi thấy người này tôi tội nghiệp lắm chứ. Nhưng mà nghiệp ai mới chịu. Tôi chỉ cho cách để tự hóa giải thôi, chứ tôi không làm. Thì tôi làm á là nó xuất ra khỏi người này là nó theo người kia, nó quậy nữa là mất công tôi phải làm nữa, mệt lắm. Rồi tội cho người ta nữa, người ta trở thành con rối, rồi tôi cũng trở thành con rối luôn. Nên cũng là đóng cửa để tôi đi giảng dạy cho nó im. Thì có khi tôi đi giảng mà nó còn chưa có để cho tôi im với nó. Rồi câu 19. Ồ, hết rồi hả? Rồi thủ tướng báo hết giờ. Yeah. Theo luật của chính phủ mà thủ tướng là cao nhất. Như vậy thì còn câu 19-20 nữa mình đọc thôi, rồi quý vị nghiên cứu nha.
giàu đọc tụng nhiều kinh, tâm buông lung cẩu thả như kẻ chăn bò thuê, khó hưởng sa môn quả. Cái này cho biết rằng là mình cuộc đời mình tham lắm, mình đọc tụng nhiều lắm, nhưng mà tâm buông lung cẩu thả không gì ra gì cả. Như kẻ chăn bò thuê, có nghĩa là mình đi chăn thuê thôi chứ không phải là bò của mình. Khó hưởng sa môn quả có nghĩa là khó được cái quả niết bàn. Giàu đọc tụng ít kinh nhưng hành trì giáo pháp như thật tâm giải thoát, từ bỏ tham sân si, hai đời không chấp trì, họ hưởng sa môn quả. Có nghĩa là mình tu học nhưng mà mình không có chấp, mình hiểu nó nhưng mà mình không có vướng bận. Bốn cái quả sa môn gọi là tứ thánh quả. Một là tu đàng hoàng, hai tư đà hàm, ba a la hàm, bốn a la hán. Ba cái quả này nè, gọi là quả thất lai. Thất lai là còn bảy đời nữa, quả này là quả nhất lai là còn một đời nữa, sanh lại cõi dục. Quả này là quả bất lai, quả này là không sanh lại cõi dục. Còn ba cái quả này nè là quả hiền thôi. Quả a la hán này là quả vô sanh, quả này là quả thánh. Ba cái quả trên này đều có năm cái thông, đều có năm thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Nhưng mà cái quả thứ tư này nè, thì riêng cái quả thứ tư này nó mới tới cái thông thứ sáu là lậu tận thông. Như vậy thì thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng, năm cái quả, năm cái loại thần thông này nè là cái quả thứ nhất của Đà Hoàng á thì có nhưng mà nó thấp hơn. Cái quả tư Đà Hàm nó có nhưng mà cao hơn chút. A Na Hàm nó đạt được năm thông, nó diệu dụng hơn nữa. Nhưng mà đến quả A La Hán thì năm cái thông này nè nó chuyển thành minh. Khi thiên nhãn thông nó chuyển thành thiên nhãn minh. Thần túc mạng thông á nó chuyển thành túc mạng minh. Rồi lậu tận thông á chuyển thành lậu tận minh. Như vậy thì sáu cái thông á mà chuyển thành tam minh. Lúc chuyển thành tam minh thì tám thức nó chuyển thành tư trí. Ok. Lục thông này chuyển thành tam minh khi chứng được A La Hán. Ngày mai này có duyên tôi sẽ nói lý do chuyển và chuyển như thế nào. Còn bữa nay thì nói sơ sơ, nói để cho quý vị hiểu Phật pháp rộng nó sâu. Còn mình học lơ tơ mơ, học chơi chơi là cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng mà ráng cố gắng học thuộc mấy câu này. Mai mốt tôi lấy mấy câu này tôi sẽ chứng minh ở chỗ này. Nếu quý vị không học cái này quý vị không có nền tảng. Giống như mình học là củ chương vậy đó. Mình không học củ chương mai này mình không có nền tảng. Mình cần phải học củ chương. Hỏi là 98 nhiêu? Ngồi đó lấy củ chương ra gõ 98. Thì nếu mình học thuộc thì mình đọc liền 9872. Mình phải học thuộc trước. Để khi tôi nói tới vấn đề, tôi mượn cái câu pháp cú này bỏ vô đó, thì quý vị cần phải thuộc. Thầy có cái giấy chứng nhận để tôi biết rằng những ai theo học cái quyển kinh này, để mốt mình còn biết là mình có đi học chứ xong mà lâu cái mình quên mình có học hay không. Học thuộc mới có giấy chứng nhận hả thầy? Khi phát giấy chứng nhận thì trả bài. Thuộc đúng là cái bản. Thì
đứng nghe bạn chụp có đứa này lên không? Dạ em là học trò đang đi học cái này. Thế thì thầy cho mình thời gian nó không có nhiều. Thầy qua bên Sydney á, thì không giảng cái này. Ở cái chỗ nào thì thầy giảng riêng cái kinh đó thôi, để mình có cái độc quyền của Tây Úc, phải không? Thì lần này thầy qua bên kia thì có thể thầy giảng tiếng đạo ca. Ở bên Sydney do thầy là thường trú nhân ở đó, cho nên những 6 tháng hồi đó thì ở đó gần như thầy giảng rất nhiều bộ kinh. Thầy ở tại Sydney thì giảng rất nhiều bộ kinh, rồi mỗi lần thầy qua 10 ngày thì cứ như thế thầy giảng, và thầy giảng rất nhiều bộ kinh tại Sydney rồi. Cho nên giờ thầy qua bên đó thầy phải giảng chứng đạo ca kia, hoặc là ngón tay chỉ trăng á. Còn Phật tử ở bên đây thì học cái thấp trước đi, quý vị chưa có học cao được. Quý vị học thấp thì mai này thầy mới giảng những cái kinh cao được. Tại vì ngày xưa thầy ở bên Sydney thì giảng Phật học phổ thông, sau đó thầy giảng 33 vị tổ, rồi thầy giảng tứ thập vị chương, thầy giảng yếu chỉ kinh Duy Ma Cập, nghĩa là những bộ kinh mà thầy giảng ở bên đó. Thì bây giờ quý vị gõ trên mạng có thể còn trên đó, nhưng mà bây giờ quý Phật tử thì ở đây học kinh Pháp Cú thì bên đó chưa học, nhưng mà ở này cũng quá thấp so với bên đó, cho nên là bởi vì còn nó cao siêu lắm đó thầy. Cái này là chỉ học chơi thôi đấy con. Cái này thầy học từ lúc thầy còn học ở sơ cấp đó. Thầy, sách này thầy đang qua gì không thầy? Tại vì con thấy cái này có tiếng Anh á, muốn đem thỉnh mà cuốn về cho. Đúng, ngày mai buổi cuối được thỉnh. Dạ. Tại vì sợ rằng quý vị thỉnh là ngày người ta đi học người ta không có. Cho nên là thầy đem qua thì do nó nặng quá cho nên đem. Chứ còn ngày mai là cho hết chứ. Dạ. Mà cái này là Phước Ngân với ai nữa? Cô Mỹ, với cô Hằng, quý cô Phát Tâm và thỉnh trăm cuốn này, rồi kinh Phước Đức, rồi kinh nữa, nhưng mà nhiều quá rồi là cũng bỏ ra đó. Lúc mà mua kinh thì quên mua ký, thế chừng tới giờ thì là không mua ký kịp thì lần bỏ kinh lại, thì lần sau thì qua thì đem nữa. Với lại rõ ràng là lớp của mình học đông lắm, anh đem vô đó đủ rồi. Lần sau đêm nữa. Thế thì thầy mong rằng là quý vị học hết cái quyển này, mỗi lần thầy qua thầy dạy thầy cứ như thế. Thấy như vậy nhưng mà không phải là phẩm nào nó cũng giống vậy. Nó còn phẩm hương hoa, nó còn phẩm ngu si, còn phẩm trí tuệ, còn phẩm tâm pháp, nhiều phẩm hay lắm. Thầy cứ mình làm từ cú vậy. Thầy, kinh Pháp Cú này chỉ có một quyển này thôi chứ còn bao nhiêu? Nhiều quyển lắm, mà nhiều người dịch lắm, nhưng mà cái quyển này là ngày xưa sư phụ học, nhưng mà giờ này cái quyển này nó có tiếng Anh luôn nữa, cho nên là đem đi nước ngoài giảng dễ cho tuổi trẻ nó học luôn. Tại vì người nước ngoài thì vừa tiếng Việt mà quên tiếng Anh cũng không nhớ, cho nên là nước ngoài luôn đúng rồi. Thôi đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cảm ơn quý chúng. Bây giờ nếu quý vị muốn ngày mai thầy phát cái tờ giấy chứng nhận thì bữa nay quý vị ghi danh.